Sau nhiều năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó phải kể tới xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, một trong những thủ phủ OCOP của tỉnh. Điểm đặc biệt là tuy không phải địa phương có nhiều lợi thế về nông nghiệp tự nhiên, nhưng Gia Phú lại đang là xã có nhiều sản phẩm OCOP nhất huyện Bảo Thắng, với hơn 10 trên tổng số 36 sản phẩm OCOP của huyện. Để làm được điều này, chính là nhờ sự chung sức đồng lòng, triển khai bài bản, sáng tạo của chính quyền và người dân. Hôm nay Vũ Thắm đang sấy thịt trâu và cũng đã đang đóng gói sản phẩm đạt OCOP của tỉnh Lào Cai. Nên là cả nhà rất yên tâm khi dùng sản phẩm này của em nhé. Mỗi tuần 3 lần, chị Thắm đều livestream bán sản phẩm. Tươi, ngon, sạch là những từ chị Thắm luôn nhấn mạnh với khách hàng. Ngoài thịt trâu sấy, hợp tác xã của chị còn có 4 sản phẩm OCOP khác. Đều là những món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc. Tuy nhiên, hành trình để đưa các sản phẩm đặc trưng bản địa thành sản phẩm OCOP không hề dễ dàng. Thịt sấy này bắt nguồn từ bà con người dân tộc. Đầu tiên thì cái sản phẩm của tôi thì cũng chế biến theo thủ công như bà con thường sấy. Khi kiểm nghiệm Bộ Y tế thì nó không đạt chất lượng, nó có nhiều chất trì trong đó và không đảm bảo sức khỏe cho khách hàng. Và tôi cũng thiết kế ra một cái nò mới cho riêng tôi, tách 80% khói thì cái sản phẩm nó sạch sẽ, nó không có bám muội ấy. Khi mà mình đi kiểm nghiệm thì nó đạt chất lượng an toàn, sức khỏe cho cái người sử dụng. Không được thiên nhiên ưu đãi về sản xuất nông nghiệp, nhưng xã Gia Phú lại có truyền thống trồng nghệ. Tận dụng lợi thế này, anh Mạnh đã thành công xây dựng các sản phẩm OCOP từ cây nghệ. Hiện hợp tác xã của anh đưa ra thị trường khoảng 3 tấn tinh bột nghệ chất lượng cao hàng năm. Với anh Mạnh, thách thức đến từ chính việc thuyết phục có được lòng tin của người dân. Đầu tiên thì người ta không tin, đã có một thời là dân họ phá cây nghệ đi để trồng các cây khác. Khi mà hợp tác xã chúng tôi thấy cái giá trị của cây nghệ, chúng tôi đã vận động bà con để liên kết với hợp tác xã để trồng cây đó. Đạt được những cái sản phẩm OCOP này thì đã tạo được công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập cho các hộ nhân dân về cây trồng, làm giảm được cái vấn đề về đói nghèo cho một số hộ nghèo liên kết với hợp tác xã. Việc một xã không thuần nông lại nằm ven quốc lộ, lọt giữa vùng đô thị thành phố và khu công nghiệp lớn như Gia Phú, trở thành điểm sáng về OCOP, cũng đã giúp Bảo Thắng trở thành huyện đi đầu về số sản phẩm OCOP tại tỉnh Lào Cai khi đóng góp 36 trên tổng số 163 sản phẩm. Thành quả này tới từ sự chuẩn bị bài bản của địa phương nhiều năm về trước. Thì từ lúc mà không có gì, huyện Bảo Thắng đã chủ động mời các chuyên gia tư vấn giảng về OCOP. Huyện đã thành lập một cái ban chỉ đạo từ cấp huyện đến cơ sở. Một huyện có nhiều sản phẩm OCOP nhất tỉnh, nó cũng là một cái vinh dự, nhưng nó cũng là một cái nhiệm vụ phải phấn đấu hướng tới cho giai đoạn tiếp theo, là những cái sản phẩm. Thứ nhất là về chất lượng sản phẩm phải nâng lên, cái thứ hai là thị trường tiêu thụ mở rộng ra. Tận dụng lợi thế của địa phương, thay đổi kịp thời để đáp ứng nhu cầu thị trường là những chìa khóa để giúp nhân dân xã Gia Phú nói riêng, huyện Bảo Thắng nói chung sớm đạt chuẩn nông thôn mới, vươn lên làm giàu từ chính sản vật địa phương mình.